Hello anh chị khách hàng nha, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Văn Thắng. Hôm nay thì Thắng sẽ mang đến cho anh chị hai chiếc xe giá thành cũng tương đối rẻ anh chị, và thuộc phân khúc xe nhỏ gọn nè, dễ di chuyển nè. Anh chị nào đang cần chiếc xe che mưa che nắng để chúng ta có thể là đi trong thành phố, đi những cái cung đường ngắn nè anh chị, hoặc là đi chợ, đi tới luôn mà nó linh hoạt hơn, nó an toàn hơn. Chiếc xe máy thì có hai chiếc xe nha, Toyota Wigo nha anh chị, xe Toyota Wigo số tự động, một chiếc là 2018 và một chiếc 2019. Thì đối với dòng xe này anh chị, đối với dòng xe Wigo á, thì nó chỉ hơn so với những cái mẫu xe mà đến từ những hãng khác là về độ bền thôi, về độ bền nè, cái sự an toàn khi mà anh chị di chuyển trên đường nè, nó không có bị những cái bệnh lặt vặt để mà nằm được. Nếu như anh chị đang cần một chiếc xe mà nó đảm bảo về những vấn đề đó thì chúng ta lựa chọn chiếc Wigo. Còn nếu như mà anh chị đang cần chiếc xe mà nó nhiều công nghệ và nó đẹp, nó thiết kế nó đẹp và phơm dán, rồi những cái tiện nghi trong xe nó có nhiều hơn á, thì lựa chọn những chiếc xe ví dụ như là Kia Morning nè anh chị, hoặc là VinFast Fadil nè. Đó, thì những cái dòng xe đó là cùng phân khúc với Toyota Wigo, nhưng mà nó hay hơn Wigo cái là nó nhiều công nghệ hơn nè, nó đẹp hơn nè. Còn chiếc Toyota Wigo này á, nó chỉ được cái là nó bền thôi anh chị, nó bền, chi phí bảo dưỡng nó thấp, và cái giá thành bảo dưỡng mỗi lần 5.000 cây nó cũng rẻ nữa. Nó chỉ hơn so với những hãng khác như vậy thôi. Thì anh chị cứ suy nghĩ nha, suy nghĩ và chúng ta lựa chọn mẫu xe sao cho hợp lý. Thắng đi chiếc 2018 chiếc đi anh chị. Chiếc màu trắng nè, chiếc này là đi được 60.000 cây nha. Toyota Wigo số tự động bản G đi được 60.000 cây và giá chào bán là 332 triệu. Xe đèn là được dán phim nè anh chị, màu tối nè. Phía dưới là được hai cái đèn bi nữa, đi ban đêm sẽ sáng. Lớp để Thắng coi lớp thay chưa nha. Đây. Lớp thay rồi anh chị. Lớp thay rồi, lớp mới nha. Xe này thì đã được bên Thắng kiểm tra chất lượng 176 mục rồi, theo tiêu chuẩn Toyota Việt Nam này. Rồi làm đẹp xong hết rồi, anh chị lên coi xe, lái thử, nếu mà ok hết thì chỉ việc nhận xe thôi nha. Không cần phải chờ đợi được gì hết. Màu trắng thì nó nhìn nó sẽ sáng sủa hơn, nhưng mà cực cái khâu chăm sóc á. Nhiều khi anh chị đi trời mưa trời nắng về á, nó bám trên cái thành xe á, thì anh chị chịu khó lấy khăn ta lao. Ở dòng xe nhỏ gọn, giá chỉ có hơn 300 triệu anh chị, hơn 300 triệu. Bây giờ trời nó cũng nắng quá rồi, đang trong giai đoạn là trời oi bức á. Với cái thứ hai nữa là sắp tới là bước vào mùa mưa nè. Thì có những anh chị chúng ta cần một chiếc xe nhỏ gọn để chúng ta đi tới lưu cho linh hoạt á, thì có thể lựa chọn những dòng như thế này. Đơn giản thôi, còn công nghệ thì không có gì hết anh chị ạ. Công nghệ không có gì hết, đúng nghĩa là một xe che mưa che nắng thôi. Và xe số tự động thì di chuyển nó cũng dễ nữa. Anh chị đi trong đường thành phố á, mà có kẹt xe thì nó cũng đỡ phải đau chân nha. Xe này thì được anh chủ trước lên bộ ghế da anh chị, nguyên bản của nó là ghế nỉ, lên bộ ghế da rồi sàn là vẫn còn là sàn nỉ nha. Đây cần số của nó nè anh chị. Số tự động nha. Với cấp số D nè, rồi số 4, số 3, số 2. Để anh chị có thể tải nặng ta đi những cái cấp số mà có cấp á, nó sẽ linh hoạt hơn. Đây là cái bệ tì tai mà lắp thêm nè. Còn cái bệ tì tai zin của nó nằm ở dưới anh chị, nó ngắn lắm. Còn này lắp thêm nè. Xe có đầu Android, lên đầu Android nè anh chị. Rồi camera hành trình phía trên. Nói chung đủ bộ rồi. Anh chị mua về chỉ có dùng thôi. Phim thì cũng được dán luôn rồi. Cho anh chị coi sơ cái khoang động cơ nha, để biết được cái cụm động cơ của chiếc xe Wigo này. Đây, đó, nó có một xíu gì vậy thôi anh chị. Đơn giản lắm. Đó, động cơ được vệ sinh rồi lại hết rồi nè anh chị. Xe này thì khi mà anh chị mua á, thì sẽ được bên Thắng bảo hành cho mình 1 năm nha. Bảo hành 1 năm hoặc là 20.000 cây số về động cơ và hộp số, để chúng ta yên tâm sử dụng nè.
Với lại là anh chị nào mà tài chính cũng vừa phải á, chúng ta đang rất cần một chiếc xe để mà đi lại, thì muốn mà vay ngân hàng, muốn vay ngân hàng thì xe này nó có hỗ trợ trả góp nữa anh chị. Đó, xe này thì ngân hàng cho vay được 65% giá trị xe, anh chị trả trước là 35% nha, thời gian vay là 3 năm. Rồi chiếc đầu tiên là 2018 đi được 60.000 cây, giá là 332 triệu nha anh chị. Rồi chiếc thứ hai nè, chiếc thứ hai là chiếc màu đỏ, là xe này là 2019 đi được có 29.000 cây à, 29.000 cây nha, màu đỏ, đèn nguyên bản của nó chưa có dán phim này, nó màu trắng, còn cái xe bên 2018 đó là dán lại cái phim ở đèn nè, cho nên cái màu nó hơi sậm sậm. Xe này đăng kiểm đường bộ còn xa anh chị, còn xa, 29.000 cây, 29. Màu đỏ, anh chị nào thích màu sáng sủa nè, đặc trưng thì lấy màu đỏ này. Đó, màu phong thủy màu này thì lấy chiếc màu đỏ. Lớp liếc thì còn khá là dày anh chị, đi khoảng độ 30-40 ngàn nữa thì anh chị thay là vừa. Đó, động cơ 1.2G nè, 1.2G là số tự động anh chị, còn 1.2E là số sàn nha. Đó. Nhưng mà anh chị đi gia đình thì chúng ta nên lấy số tự động đi. Bây giờ đi trong thành phố mà kẹt xe á, anh chị lấy số sàn nó cực lắm. Nói là người ta đạp con đâu á, nó đau cái chân trái lắm anh chị. À, xe này ghế nỉ zin nè anh chị. Nè, xe này ghế nỉ zin nha, chưa lên mùi ghế nỉ, chưa lên mùi ghế da. À, sàn là sàn nỉ nè, xe này không có phụ kiện gì hết, nguyên bản. À, những về chất lượng xe anh chị, về chất lượng xe như là đâm đụng tai nạn ngập nước thì những cái đó thắng bỏ qua nha, tại vì anh chị đã vô hãng mua xe rồi, chúng ta yên tâm về điều đó. Xe tại hãng thì cam kết bằng giấy tờ cho anh chị à. À, có cấp giấy chứng nhận chất lượng Toyota nè, rồi bảo hành nữa. À, xe này thì giống xe kia thôi. À, chỉ khác cái là xe này 2019 và phụ kiện thì nó chưa được lên đầu anh rồi. À, mới chỉ là đầu zin thôi nè, chưa có camera hành trình. À, thì những cái mà thiếu như là phụ kiện á, ghế da hoặc là camera hành trình thì anh chị cứ lên coi xe trước đi. À, quan trọng là ưng ý cái xe trước đã, rồi những cái phụ kiện mà thiếu thắng xin công ty hỗ trợ cho mình nha. À, chiếc này thì giá cao hơn xíu nha anh chị, 357 triệu, 2019. Đó là hai chiếc xe Toyota Wigo số tự động nha. À, chiếc 2019 giá là 357 triệu, còn chiếc 2018 màu trắng là 332 triệu. Hai xe thì đều có hỗ trợ trả góp ngân hàng hết. À, xe 2019 thì góp được 4 năm, còn xe 2018 thì góp được 3 năm nha. Đó, thì anh chị nào quan tâm thì cứ liên hệ với Thắng và Thắng tư vấn cụ thể hơn về xe nè, về chi phí lăn bánh và hồ sơ ngân hàng nếu như anh chị đang muốn góp ngân hàng nha. Rồi, Thắng xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh chị ở những video lần sau nha.